bắt quả tang tí giết thư tình nha. Dạ, hai thứ tóc trên đầu, thư tình, thư tiết cái gì? Thư viết gì vậy? Con thấy tí cầm cụ viết rồi miệng thì cười tủm tỉm nữa. Thư tình chắc luôn. Tôi đập cho mày bây giờ. Thư tình hoài. Tía đang viết ra thử coi là nên mua cái gì lên tặng cho nhà anh hai mẹ ăn Tết rồi nè. Dạ, vậy thôi tí. Con có tưởng đâu. Sao tự nhiên cái mặt chù ụ vậy? Tía đó, tham phú phụ bần. Tía uống nước. Tham phú phụ bần cái gì? Chứ không phải hả? Tết nhất rồi, tí lên nhà anh hai, lên Sài Gòn ăn Tết, bỏ con ở đây cũng mình nên. Mấy năm nay tía không có lên thăm nó. Nói thiệt, tao cũng đâu có muốn lên đâu. Mồ mã má bay dưới đây, tao muốn ba ngày Tết cũng hương khói cho ông bà. Nhưng mà không đi cũng không được. Với lại năm nay thằng Quốc nó về nó ăn Tết, tía muốn gặp cháu nội cho nên mới đi. Nhưng mà không sao tía, con giỡn đó. Chứ tía vui trong lòng là con cũng thấy vui rồi. Nói thiệt bây, phải chi thằng Đặng. Thôi tía, tía đừng có suy nghĩ chuyện con chi cho nó buồn tía. Cái chuyện hai con không thương con á thì mình đành chịu. Nhưng mà không sao, miễn sao tía thương con như là con ruột là được rồi. Cái đó là hạnh phúc lắm rồi đó tía. Tía coi ghi mấy cái gì mà tía cần mua á, rồi tí con chở tía đi mua luôn. Thôi khỏi, gần Tết nhất tới nơi rồi, bạn hàng nhiều đó, tranh thủ chạy kiếm tiền để dành để giùm cưới vợ nữa chứ. Dành giùm thì khi khác dành giùm. Bây giờ con chở tí cái lèo đi đâu con chở tí đi, để cho tí đi mua. Xong rồi thì con đi chở khách có gì đâu. Không cần, để tí qua tí rủ bà Tám đi coi thử bà mua cái gì, để tao với bà mua không có đụng nhau. Biết luôn, cái này mới là lý do chính thức mà tí không muốn con chở tí đi nè. Có hẹn với Tám. Biết rồi. Thôi con không làm kỳ đà cản mũi nữa, chúc tí với Tám đi chợ vui vẻ. Bye bye tía, con đi đón khách đây. Trời ơi, cứ hẹn với Tám luôn, tình già hen. Tổ cha mày. Cũng có hẹn mà.